Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Mường Khương đã tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Vào 3 buổi sáng, trưa và chiều tối, những thông tin về tình hình dịch bệnh và các thông điệp về phòng chống dịch liên tục được phát sóng trên hệ thống loa đài của chợ trung tâm thị trấn Mường Khương. Cùng với đó, ban quản lý chợ cũng thường xuyên đến tận các gian hàng, tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn giữa người bán và người mua. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp tuyên truyền, vận động, ý thức của các tiểu thương, người dân khi đến khu vực chợ đã được nâng cao. Mình đeo khẩu trang bán hàng mà mình nói chuyện với khách cũng hạn chế, mình cũng không nên nói chuyện nhiều mà chỉ có qua mua bán thôi chứ mình không giao dịch nhiều với khách. Mình cũng nhắc nhở họ đeo khẩu trang và thì họ ra kêu họ mua khẩu trang và đeo thì hai bên cùng trao đổi vừa mua vừa bán. Đối với cái huyện biên giới như Mường Khương thì chúng tôi lại còn phải tuyên truyền để người dân phát hiện những các cái trường hợp vượt biên trái phép hoặc là những cái trường hợp mà có người lạ mà vào địa bàn thì báo cáo cho ban quản lý chợ rồi chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời để xử lý các cái trường hợp vi phạm theo quy định của nhà nước trong cái công tác phòng chống dịch. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Mường Khương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các yêu cầu trên tinh thần chống dịch như chống giặc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, không lơ là chủ quan. Cùng với đó là tổ chức cách ly kịp thời đối với các đối tượng có nguy cơ. Cái thứ nhất là trên cái tuyến biên giới thì huyện tăng cường lực lượng duy trì 100% quân số của lực lượng biên phòng để bảo đảm duy trì 27 cái chốt để kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép. Hiện huyện Mường Khương đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm nghiên cứu hoàn thiện các quy trình và hướng dẫn các địa phương việc xử phạt người dân không chấp hành các quy định về phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Đây cũng là biện pháp mạnh tay mà chính quyền huyện Mường Khương mong muốn nhắc nhở đến một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.